Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Trẻ em được chia làm hai nhóm, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và từ đủ 12 đến dưới 16 tuổi. Loại vaccine phòng COVID-19 được lựa chọn là của Pfizer-BioNTech, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Dự kiến trên 95% trẻ đủ điều kiện được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 với sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em tham gia tiêm chủng. Việc tiêm chủng lần này được triển khai trên diện rộng, tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương theo khu vực trên địa bàn. Ngành y tế và các địa phương đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Đây là nỗ lực của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu trong tháng 11 hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ em đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép và giữ vững vùng xanh an toàn. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ thị số 18 của tỉnh ủy nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với các cấp độ dịch, trong đó có việc sẵn sàng các điều kiện điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Là địa phương vừa xuất hiện 4 ca mắc COVID-19, hiện bên cạnh việc xử lý dứt điểm ổ dịch, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn cũng đang khẩn trương rà soát lại các hộ gia đình đủ điều kiện cơ sở vật chất về phòng riêng, vệ sinh khép kín, đáp ứng việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân hiểu thế nào là điều trị F0 tại nhà và để thực hiện việc này cần những điều kiện gì. Chúng tôi thì cũng được cán bộ địa phương tuyên truyền đến nhân dân. Nếu mà xảy ra F0 thì chúng tôi đã được cách ly điều trị tại nhà và được tiếp cận với y tế nhanh nhất. Và chúng tôi cũng rất là chấp hành ạ. Chúng tôi rà soát nhanh đến thời điểm này thì đã rà soát được trên 250 hộ gia đình đủ điều kiện, tức là có phòng riêng, nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng, đủ điều kiện cho cái việc mà khi F0 mà có bị nhiễm mà không có triệu chứng, đấy, khỏe mạnh ấy, thì điều trị tại gia đình, hộ gia đình. Và đồng thời chúng tôi cũng để cái chủ trương này rất là mới để nhân dân yên tâm, thì chúng tôi cũng tuyên truyền, đấy, chỉ đạo các thôn cũng tuyên truyền cho nhân dân. Huyện Vân Đồn hiện có khoảng 2.500 hộ dân đủ điều kiện về cơ sở vật chất điều trị F0 tại nhà. Để đảm bảo F0 khi điều trị tại nhà vẫn được tiếp cận với chăm sóc y tế nhanh chóng và kịp thời, huyện Vân Đồn đã lên danh sách 7 trạm y tế lưu động tại các xã phường, thành lập các tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại từng tổ dân khu phố. Các tổ này có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc F0 điều trị tại nhà, hướng dẫn F0 và các trường hợp liên quan lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác, cấp phát thuốc, sơ cấp cứu và chuyển bệnh nhân tới các cơ sở y tế nếu diễn biến nặng hơn. Các trạm y tế lưu động ấy thì là chúng tôi sẽ đầu tiên là sẽ phân loại xem là các cái tình trạng F0 đấy là có đủ điều kiện để cách ly tại điều trị tại nhà hay không, hay là phải điều trị ở tuyến trên. Và trong quá trình mà điều trị thì là cung cấp về thuốc, vật tư y tế, sẽ theo dõi sát sao về tình hình sức khỏe hàng ngày. Khi mà có chuyển biến nặng là sẽ chuyển lên tuyến trên để điều trị. Trong thời gian tới, khi xuất hiện những cái ca F0 mà không có triệu chứng mà điều trị trực tiếp tại cộng đồng ấy, thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan cũng như là các cái ủy ban dân các xã thị trấn, thì đặc biệt là trạm y tế cơ sở phải hướng dẫn, tăng cường hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với cái tổ chăm sóc COVID tại cộng đồng theo đúng cái hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo là một là hỗ trợ tích cực, giảm tải, giảm gánh nặng cho ngành y tế, nhưng cũng đồng thời là tránh cái việc lây nhiễm chéo dịch bệnh ở trong cộng đồng dân cư. Trong ngày mai 27 tháng 10, căn cứ danh sách các trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người mắc COVID-19 của các địa phương, Sở Y tế sẽ triển khai tập huấn hướng dẫn chi tiết các bước phân loại, chăm sóc, điều trị cho F0 không triệu chứng tại nhà. Để chủ động tầm soát, đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tốc độ thông quan, hạn chế ách tắc lưu thông hàng hóa ở khu vực cửa khẩu, lối mở, khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, các sở ngành chức năng của tỉnh và thành phố Móng Cái khuyến cáo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time PCR mẫu gộp đối với toàn bộ hàng hóa và phương tiện từ vùng dịch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân 2
lối mở cầu Phao km 3+4 Hải Yên. Vị trí lấy mẫu xét nghiệm là tay nắm cửa xe, thành trong container, bề mặt bao bì, hàng hóa. Sau hơn một tuần thực hiện, các cơ quan chức năng tại các cửa khẩu lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái đã lấy mẫu xét nghiệm 370 xe vận chuyển hoa quả, thủy sản đông lạnh. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Theo đó, việc đánh giá này sẽ được thực hiện định kỳ một lần một tuần. Lần đánh giá đầu tiên sẽ hoàn thành và công bố công khai danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch theo mức độ an toàn trước 8 giờ ngày 31 tháng 10 để nhân dân, du khách biết sử dụng dịch vụ. Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá an toàn phòng chống dịch gồm 24 nội dung cơ bản thiết yếu mà các cơ sở dịch vụ du lịch phải đáp ứng đầy đủ, như có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc bệnh tại cơ sở, có tổ đội phòng ban phòng chống dịch, niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trên 95% người lao động tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra còn có 11 nội dung khuyến khích các cơ sở thực hiện như phát động phong trào thi đua, có sáng kiến phòng dịch hiệu quả, bố trí dự phòng phương tiện phòng hộ, xây dựng quy trình nội bộ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, có khuyến cáo không đón khách chưa tiêm vaccine. Sở Du lịch, chính quyền các địa phương sẽ triển khai hướng dẫn, đánh giá và dán nhãn hoặc treo biển nhận diện mức độ an toàn phòng chống dịch với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để cơ sở kinh doanh du lịch đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất điện trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực sản xuất, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trên 38 tỷ kWh điện năm 2021, góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực AES TKV Mông Dương đã sản xuất được 6 trên 7,5 tỷ kWh điện theo kế hoạch được Bộ Công Thương giao. Đây là một trong 7 nhà máy nhiệt điện của Quảng Ninh được Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 huy động sản lượng cao phát lên lưới. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc đưa các chuyên gia nước ngoài vào thực hiện công tác đại tu tổ máy số 1 của nhà máy, sớm đưa vào vận hành, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất quý tư. Cái việc bảo dưỡng này giúp chúng tôi nâng cao cái độ tin cậy cũng như cái tính hiệu quả của cái hoạt động sản xuất điện, và nhờ có tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ chúng tôi trong cái công tác đưa những người lao động của các cái nhà thầu ở trong nước cũng như nước ngoài đến Quảng Ninh để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng tổ máy số 1, và chúng tôi cũng đã đạt được cái thậm chí là đã vượt được cái sản lượng mà Bộ Công Thương giao. Theo báo cáo của Sở Công Thương, 9 tháng năm 2021, các nhà máy nhiệt điện đã sản xuất được 28,3 tỷ kWh điện, tăng 2,55% so với cùng kỳ. Để đảm bảo mục tiêu sản lượng điện sản xuất quý tư đạt 10 tỷ 485 triệu kWh điện, các nhà máy đã tập trung vào các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, đóng góp hết sức ý nghĩa vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021, khu vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt được 8 tỷ 858 triệu, đạt 74,97% kế hoạch năm. Đối với phía sản xuất kinh doanh thì có 100% cán bộ công nhân viên đã luôn luôn nỗ lực tối đa để làm sao hoạt động đạt kế hoạch của tổng công ty giao. Và trong đó là tăng cường công tác rà soát kiểm tra bất thường ở tổ máy, đảm bảo tổ máy khả dụng cao, sản xuất huy động theo phương thức huy động của A0. Năm 2021, với sự quan tâm và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh trong việc tháo gỡ khó khăn và nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đã tạo đà cho các công ty nhiệt điện của tỉnh duy trì hoạt động, phấn đấu sản lượng điện sản xuất của cả năm đạt trên 38 tỷ kWh điện.